Quả bóng vàng là một trong những giải thưởng cao quý nhất được tạp chí Frank Football trao tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong một năm dương lịch. Và trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm 2023, Erling Haaland đang là ứng viên sáng giá nhất, nhờ một mùa giải xuất sắc tại ngoại hạng Anh. Erling Haaland đã thiết lập kỷ lục ghi bàn vô tiền với 36 pha lập công trong mùa giải Premier League. Tính chung trên mọi mặt trận, Haaland đã ghi tổng cộng 52 bàn sau 53 trận đấu trong màu áo Manchester City giúp đội bóng này giành cú ăn ba lịch sử bao gồm chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Ngoài ra, Haaland mới đây đã giúp Manchester City vô địch siêu cúp châu Âu và tiếp tục hành trình tham dự World Cup các câu lạc bộ cuối năm nay. Với chuỗi thành tích ấn tượng này, Haaland mơ mộng lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình được vinh danh bằng giải thưởng cao quý quả bóng vàng khi chỉ mới 23 tuổi. Mặc dù có nhiều ứng viên sáng giá khác, nhưng vai trò và vị trí của Haaland trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm 2023 là rất rõ ràng. Với thành tích trói sáng mà không cầu thủ nào khác có thể sánh bằng. Tuy vậy, thể thao luôn có những bất ngờ và sự kỳ diệu. Chưa kể, người hâm mộ có thể chứng kiến những bất ngờ tại lễ trao giải quả bóng vàng diễn ra tại Paris vào ngày 30 tháng 10. Trong số những ứng viên, Lionel Messi cũng là một cái tên đáng chú ý và anh có cơ hội giành giải thưởng này lần thứ 8 trong sự nghiệp của mình. Theo Opta Messi hiện được định giá trừ 303,13 để giành danh hiệu cao quý nhất trong năm của giới bóng đá tốt hơn chính Erling Haaland với tỷ lệ cộng 760, 38 đến 5. Hai đồng đội của Haaland ở Manchester City là Kevin De Bruyne và Rodri dù xếp tiếp theo trong danh sách này nhưng tỷ lệ chỉ lần lượt là cộng 5.000 phần 50 trừ 1 và cộng 6.600 phần 66 trừ 1. Mùa giải vừa qua, Lionel Messi chỉ ghi được 21 bàn thắng sau 41 trận cho PSG trước khi rời đi một cách chua chát do giành được vỏn vẹn một danh hiệu cùng đội bóng nhà giàu nước Pháp là chức vô địch Ligue 1. Bỏ qua vô số lời mời hậu hĩnh từ giải đấu sau đi Pre League, Messi ký hợp đồng với Inter Miami đầu mùa hè và bùng nổ trong màu áo đội bóng Mỹ của ông bầu David Beckham. Cùng với hai cựu đồng đội Sergio Busquets và Jordi Alba, Messi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Inter Miami với 10 pha lập công trong 7 trận liên tiếp, giúp đội bóng bạc nhược này vô địch League Cup, danh hiệu đầu tay kể từ khi được thành lập năm 2018. Tất nhiên, chiến tích kỳ vĩ tại League Cup chưa đủ để trục vớt Inter Miami khi đoàn quân của tân huấn luyện viên Tata Martino vẫn xếp cuối bảng MLS, giải đấu mà Messi vẫn chưa một lần ra sân và gánh vác trọng trách cải thiện thứ hạng. Ngoài bốn cái tên trói sáng Hà Lần, Messi, De Bruyne và Rodri, tân binh Yukai Gundogan của Barcelona, người đã dẫn dắt Manchester City giành của ăn ba mùa trước, cũng được định giá ở mức cộng 6.600 phần 66 trừ 1. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Marcus Rashford. Vinicius Junior và Kylian Mbappe có tên trong top 10 với tỷ lệ cược cao hơn đáng kể. Danh sách ban đầu gồm 30 ứng viên cho giải thưởng quả bóng vàng 2023 sẽ được tạp.